Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư đồng đạo, đọc ba kinh Tịnh Độ và những lời luận giải của chư tổ Liên Tông cộng với lời của Đức Tôn Sư chỉ dạy, ta thấy môn Tịnh Độ là con đường thẳng tắc dễ tu, từ hạng thượng lưu trí thức cho đến kẻ bệnh tật già nua quê dốt đều tu được cả. Xưa nay lịch sử đã ghi chép rất nhiều, từ những bậc tăng ni cho đến các hàng cư sĩ được giảng sanh có triệu ứng kết quả tốt đẹp, chắc hẳn là không sao kể hết được, vì còn biết bao vị ẩn sĩ mật tu. Chúng tôi là những hành giả tịnh môn, bởi nhận thấy ở đời mạt hạ này, tuy chúng sanh phải sống trong thời pháp nhược ma cường, nhưng thuyền Tịnh Độ vẫn không ngớt đưa vô số chúng sanh về nơi lạc quốc. Xét nghĩ, sanh vào thời mạt pháp mà lại được ân sư chỉ đường về Tịnh Độ, nên rất nhiều tín hữu Phật giáo hòa hảo được giảng sanh. Kính thưa quý vị, cái diễm phúc được thân người lại gặp được chánh pháp là cơ hội ngàn năm một thuở, nên chúng tôi không ngại tài hèn trí kém để tìm ghi những liên hữu Phật giáo hòa hảo được giảng sanh. Hôm nay xin thâu vào băng nhựa với nhan đề là chuyện giảng sanh đời nay. Với thiện ý của chúng tôi là cho kẻ đi sau thấy được sự ích lợi của môn Tịnh Độ mà hăng hái tu hành và gấp gấp cầu sanh cực lạc, để khỏi phụ lòng từ bi của chư Phật và của Đức Tôn Sư đã ân cần phán dạy. Môn Tịnh Độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Xin cúi đầu trước ngôi Tam Bảo, thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thường gia hộ cho tất cả chúng sanh đều quy ngưỡng Tịnh Độ, tính nguyện hạnh không rời, để rồi đồng được mạng kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư đồng đạo, mẫu chuyện thứ nhất, tu sĩ Nguyễn Từ Tâm, 60 tuổi, giảng sanh. Tu sĩ Nguyễn Từ Tâm sinh năm 1912, sinh quán tại ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
Cha tên là Nguyễn Văn Tú, mẹ là bà Lê Thị Hạnh. Song thân đều mất sớm, tục danh thường gọi là ông Hai Chư. Trước kia ông là người cư sĩ, có vợ, sinh được một đứa con gái tên là Nguyễn Thị Nhuận. Vì thức tỉnh cuộc đời giả tạm, kiếp sống không lâu, vui ít khổ nhiều, thiên tai nhân họa, bệnh lão hành thân, nên ông quá chán cho kiếp phù du, phát tâm bồ đề, xuất gia hành đạo. Ông vào chùa Từ Quang chuyên lo tu niệm. Chùa này cũng ở tại xã Bình Mỹ, nơi ông sinh quán. Ông bẩm tánh rất hiền hòa, thật xứng danh với pháp hiệu Từ Tâm. Bởi đức tánh hiền lành, hòa ái, vui tươi, nên từ lớn chí nhỏ, từ các bạn đồng trụ trong chùa cho đến ngoài thôn xóm, từ gần chí xa, ai ai cũng đều cảm mến. Ông là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chân tu theo đường lối giải thoát, giữ giới tinh nghiêm, trường trai chính chắn. Trên đường tu, trải qua một thời gian nghiên cứu kinh giảng và trao đổi pháp lý cùng các bậc cao minh, quý thiện tri thức, ông quyết định chọn pháp môn tịnh độ để làm nơi quy hướng. Có người hỏi, tại sao ông lại chọn pháp môn tịnh độ để tu? Ông đáp, sở dĩ tôi chọn pháp môn tịnh độ để tu là vì pháp môn này rất dễ hành, dễ thành. Bởi vấn đề trì danh niệm Phật, ai cũng hành được. Sáu chữ, đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hơn thế nữa, tu môn tịnh độ, ngoài vấn đề tự lực ra, chúng ta còn được diễm phúc nhờ đến phần tha lực rất nhiều do những điều đại nguyện, đại thệ của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Từ xưa đến nay, đã có vô số người được đới nghiệp giảng sanh. Điều đó đủ hùng biện chứng minh rằng lời đại thệ đại nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật là lời chân thật ngữ vậy. Bao nhiêu sự tích từ xưa và hiện nay được giảng sanh là động cơ mãnh liệt giúp cho chúng ta thêm niềm tin sâu đậm về pháp môn tịnh độ. Còn thời gian tu chứng thì chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mấy đồ dứt cuộc luân hồi. Nghiên cứu kỹ lưỡng, quán sát tinh tường, nên tôi quả quyết chọn pháp môn tu tịnh độ. Nếu ai thiện căn sâu đậm, có thể đắc niệm Phật tam muội hiển tiền, bằng lâu hơn thì cũng mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Ông Nguyễn Từ Tâm, đức hiền của ông không riêng cảm hóa được nhiều người kính mến, mà luôn đến loài vật như cá chim cũng cảm ái vô cùng. Như có một mùa nước nọ, nơi cây cầu tắm rửa ở ngang hông chùa phía đông bắc, có một con cá lóc lớn độ hơn nửa cân thường nằm ở đấy. Vì nước trong dễ thấy, ông Từ Tâm thấy cá lóc dạng quá dễ thương, ông lấy tay rờ thử, cá cũng không chạy tránh. Ông lấy hai tay nâng nó lên khỏi nước cho mọi người xem, cá vẫn nằm yên không dãy giụa. Rồi ông thả cá ấy trở về nước. Tin này được đồn lan, khách giếng từ nhỏ đến lớn đều yêu cầu ông Hai bắt cá lóc lên cho xem. Ông đến cầu lấy ngón tay búng dưới nước chõm chõm và gọi lóc lóc lóc. Lóc liền nổi lên. Ông lấy hai tay nâng cá cao khỏi nước cho mọi người xem, ai cũng đều khen ngộ quá, thật ngộ quá. Và ở ngang hông chùa phía tây nam có cây hoa phượng dĩ khá to và bông khá đẹp. Các cây vú sữa cành lá xum xê, chiều nào cũng có các đàn chim bay về đấy ngủ. Trước khi ngủ nó reo vang đàm thoại cùng nhau rất lý thú, nhất là các em chim sẻ. Ông Từ Tâm thấy có con chim đậu thấp, lấy tay rờ thử, nó vẫn không bay. Ngộ thay, loài thú cầm nó cũng có linh tánh, biết được người hiền, nên nó vẫn an nhiên không sợ sợ. Ông Từ Tâm thường hay bệnh hoạn nhưng không nhiều chi lắm. Có lần cô Út Đồng đến hỏi, thưa huynh Hai, sau mỗi lần tôi đến viếng chùa đều thấy huynh đội khăn tròn hầu, bộ ít khi nào huynh mạnh lắm sao huynh Hai? Ông trả lời, tôi ít khi nào mạnh lắm cô à, nhưng đau thì cũng không có bệnh gì nhiều lắm.
Tôi nghĩ đó là do nguyện của tôi từ lúc mới phát tâm. Cô Út hỏi, Quỳnh Hai nguyện như thế nào? Ông Hai đáp, tôi nghĩ ai cũng có nghiệp, không nhiều thì ít, có dai tất có trả. Khi dai thì vui vẻ, thì lúc trả cũng phải bằng lòng. Nên tôi nguyện nếu có trả quả thì đau lai rai, vừa đau nhưng cũng vừa hành đạo được. Đến khi nào hết nghiệp thì giảng sanh. Vì có điều là gần khi giảng sanh thì xin đừng đau ốm gì cả, vì sợ cực khổ đồng đạo lo cho mình nhiều quá. Cô Út nói, như vậy khi nào thấy huynh thiệt mạnh là huynh sắp tịch, phải không huynh Hai? Ông cười nói, dạ, chừng nào cô thấy tôi hồng hào mạnh khỏe thì tôi sắp giảng sanh đó. Năm 1972, cô Út có dịp đến viếng chùa Từ Quan, thấy sắc thái ông Hai hồng hào, ra vẻ người mạnh khỏe. Cô Út hỏi, thưa huynh Hai, độ này huynh chắc khỏe lắm hả huynh? Ông Hai đáp, lúc này tôi thiệt mạnh rồi cô à. Cô Út nói, huynh nguyện khi nào huynh mạnh là sắp tịch, vậy bây giờ huynh gần tịch chưa, thưa hiền huynh? Ông Hai nói, tôi gần tịch rồi cô à. Sau khi cô Út về không bao lâu, vào mùa đông năm Tân Hợi 1972, tu sĩ Từ Tâm đi viếng thân nhân và đồng đạo rất nhiều. Đến đâu ông cũng tha thiết kêu gọi, khuyến khích mọi người đều nên niệm Phật cầu trực giảng Tây Phương, vì nơi ấy rất an lành và vui vẻ lắm. Ông có đến nhà của Năm Lý, một người nữ cư sĩ dùng trường chai đã lâu, khuyến tấn niệm Phật và trao tặng cho một ngân số để làm vật kỷ niệm. Ông nói rằng, đây là vật kỷ niệm, hễ cô thấy nó là nhớ tôi nhắc niệm Phật, đừng quên nhé. Chúng tôi có ý nghĩ rằng, ông tịnh giả Từ Tâm chắc đã biết được ngày tháng giảng sanh, nên ông đi thăm viếng các nơi, hình như để từ giả, chứ bình thường ông ít đi đâu lắm, vì tánh ông trầm tĩnh cẩn mật, nên điều gì biết ông chẳng chịu nói ra. Chừng nghe tính ông tịch, thân nhân đồng đạo mới thốt lời, hèn chi bữa hổm ông nói hình như từ giả đồng đạo. Thiều quang thấm thoát, lật bật đã đến cuối đông. Vào đêm mùng 5 rạng mặt mùng 6 tháng chạp năm Tân Hợi 1972, đêm ấy có ông Như Xanh là người bạn tri âm tri kỷ ở trại cây Cần Thơ về thăm. Đôi bạn thâm tình cùng nhau đàm thoại rất vui vẻ, nói chuyện cho đến khi đồng hồ báo hiệu 12 giờ khuya. Ông Từ Tâm bảo, thôi chúng ta hãy trở về căn cứ, vì đã đến giờ tịnh tọa. Mọi người đều đồng ý và trở về liêu xá của mình. Sáng sớm, bạn Như Xanh thức dậy đến từ giả ông Từ Tâm để trở về Cần Thơ cho kịp giờ mua bán. Khi đến nơi liêu xá của bạn Từ Tâm, bước lên gác lầu và thốt lời từ giả, ông bạn Từ Tâm vẫn tự nhiên im lặng. Nghi bạn ngủ ngon, ông Như Xanh một lần nữa thốt lời từ giả hơi lớn hơn. Ông Từ Tâm vẫn im lặng. Ông Như Xanh sanh nghi, mới lấy tay rờ thử thì cơ thể của bạn Từ Tâm đã lạnh ngắt từ bao giờ. Ông Như Xanh cho các đồng đạo hay và tự đến thì thấy ông nằm dài, xuôi tay xuôi chân khỏi sữa, gương mặt vui tươi lạ thường, mùng mền xếp để gọn gàng có trật tự. Nơi cây cột vuông ở phía tây có đề bằng phấn mấy chữ ngày 6 tháng 12 Từ Tâm tịch. Nên nhớ rằng thời điểm này ông không có bệnh hoạn chi cả. Xuyên qua sự đi thăm viếng thân nhân đồng đạo, xuyên qua sự đề ngày tịch trên cây cột, xuyên qua sự sắp xếp mùng mền để có trật tự và nằm xuôi tay xuôi chân khỏi sữa, xuyên qua gương mặt hân hoan kỳ diệu cộng với sự công phu tu hành chính chắn trong đời, chúng tôi có thể kết luận quả quyết rằng ông tu sĩ Từ Tâm quyết đắc sanh tịnh độ. Chúng ta nên mừng và nên noi gương tịnh hành ấy. Lời của ông Như Quan Phật. Để tán dương tịnh hành này, Phật giả Như Quan xin gửi biếu tu sĩ Từ Tâm Tịch Dần Thi sau đây.
Từ tâm đúng bực hiền, cảm qua khắp láng giềng, thủy tộc phi cầm mến, sự niệm Phật cần chuyên. Cần chuyên niệm Phật ít rời, công phu già dần biết thời giảng sanh. Mùng sáu tháng chạp ghi rành, viết rõ vào cột cho anh em tường. Mặt tươi như ngủ nếu gương, tôi tay nằm thẳng tây phương hồn về. Ngự nơi tòa bưu liên quê. Và sau đây là bài thi khoáng thủ với những chữ đầu là tu tỷ từ tâm gương hiền đáng kính. Tu niệm cần chuyên mấy chục năm, sĩ nhân thâm nhập pháp quyền thâm. Từ như khởi giác trần gian mong, tâm đắc chân truyền của thế âm. Gương tốt lưu đời soi mỹ hành, hiện lành cảm qua đến sinh cầm. Đáng nêu ngôn đức vàng son đẹp, kính mến người xưa viết để ngâm. Từ bi thương muôn loài, tâm đức mến vạn nhân. Đáng ghi trang sự đạo, kính cẩn biên đôi dần. Tu môn tịnh độ rất chuyên cần, sĩ quyết về tay lánh cõi trần. Từ phát bồ đề tinh tấn suốt, tâm không nhiễm tục mãi quan hân. Giảng hồi Phật quốc là chân nguyện, sanh hoa liên hoa ánh rạng ngần. Cực lực trì danh luôn chẳng dứt, lạc ban lại đáo đắc kim thân. Nam mô A Di Đà Phật.